Chào mừng các bạn đến với chương trình tư vấn du học Mỹ cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam và nằm tại trung tâm Miami, một trong những thành phố sôi động, sắc nét và được kết nối toàn cầu. Đại học Quốc tế Florida, được viết tắt là FIU, là một trong 10 trường đại học công lập lớn nhất của cả nước, tại một trong những trường cộng đồng văn hóa đa dạng nhất tại Hoa Kỳ. Trường cung cấp cho bạn cơ hội đi trước thời đại mà các trường đại học khác không thể cung cấp. Hôm nay thì đến với chương trình tư vấn du học Mỹ của Tân Đại Dương. Tân Đại Dương sẽ giúp các bạn tìm hiểu về chương trình học tại trường quốc tế Florida. Đầu tiên thì trường có đào tạo về kiến trúc và nghệ thuật. Đối với cử nhân hội họa thì có nghệ thuật, lịch sử nghệ thuật, giao tiếp âm nhạc, nhà hát, vân vân. Về cử nhân mỹ thuật thì có nghệ thuật, nhà hát, tranh, nhiếp ảnh và có cả cử nhân âm nhạc. Thứ hai là về khai phóng nghệ thuật và khoa học. Về cử nhân khai phóng thì có nghiên cứu về châu Á hóa học, khoa học trái đất, vật lý, lịch sử, nghiên cứu liên ngành quan hệ quốc tế, nghiên cứu về tự do toán học, vân vân. Về cử nhân khoa học thì có khoa học sinh học, hóa học, nghiên cứu môi trường, khoa học địa chất và có cả cử nhân hành chính công. Và thứ ba là lĩnh vực kinh doanh, cử nhân kế toán, cử nhân quản trị kinh doanh về tài chính, nguồn nhân lực, quản trị, kinh doanh quốc tế, quản lý, vân vân. Trường còn có cả sư phạm và về lĩnh vực giáo dục. Về cử nhân thì có giáo dục nghệ thuật, giáo dục mầm non, kỹ thuật và máy tính thì có cử nhân về công nghệ thông tin, kỹ thuật y sinh, kỹ thuật xây dựng, vân vân. Và lịch khai giảng của trường là vào mùa thu, mùa xuân và mùa hè. Trường với các tòa nhà hiện đại và các sân trường xinh đẹp luôn chào đón các bạn sinh viên tới cộng đồng văn hóa đa dạng và thân thiện. Và để tìm hiểu rõ hơn về yêu cầu học, học phí thì bạn có thể tham khảo tại website của Tân Đại Dương là tandaiduong.edu.vn. Và cũng để được hướng dẫn thủ tục du học Mỹ thì vui lòng gọi về số 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Đường, quận Nhất để chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Hiện tại thì Tân Đại Dương hiện có hai chi nhánh, đó là chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Xin lưu ý một điều là Tân Đại Dương chúng tôi không có chi nhánh ở Hà Nội. Xin chào các bạn, rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình chia sẻ du học Mỹ cùng công ty Tân Đại Dương. Và hôm nay đây thì có một bạn du học sinh vừa đậu được visa du học Mỹ, bạn tên là Nguyễn Long Thương. Chúng ta sẽ cùng trao đổi với bạn về quá trình xin visa của bạn như thế nào nhé. Xin chào Long Thương. À, chào chị. Câu hỏi đầu tiên dành cho Thương là Thương có thể giới thiệu đôi chút về bản thân Thương. Mình tên là Nguyễn Long Thương, hiện mình đang là sinh viên năm 3 của trường Cao đẳng Việt Mỹ. Hiện tại mình đang sống ở Sài Gòn, mình có dự định du học Mỹ cũng từ rất lâu rồi. Cho chị hỏi là qua bên đó thì Thương học trường nào cũng như là ngành nào vậy Thương ha? Qua đó em học ngành quản trị kinh doanh ạ. Thời gian học của em là 5 năm bên Mỹ. Trường của em học bên Mỹ là trường Barrett College, nó nằm tại New York luôn. Ở trường của em thì nó được có nhiều cái công nhận ở bên Mỹ là trường có chất lượng đào tạo tốt và đặc biệt là chuyên ngành quản trị kinh doanh của nó cũng rất là được công nhận. Vì mình thích ngành quản trị kinh doanh nên ở Việt Nam rồi sang Mỹ mình vẫn học ngành đó luôn. Nhưng mà thời gian bên Mỹ thì năm đầu mình sẽ học tiếng Anh trước, sau rồi mình mới vô chuyên ngành vào năm 2. Qua đâu mà bạn biết tới Đại Dương mà ha? Mình có một số người bạn đã từng làm hồ sơ ở bên Tân Đại Dương. Rồi mình có lên mạng tìm hiểu thì thấy Tân Đại Dương rất là có uy tín ở trên, nhiều người nói nên mình đã quyết định tới đây làm. Tại Tân Đại Dương thì mình làm hồ sơ với nhân viên tư vấn, đó là chị Anh. Mình thấy chị Anh rất là nhiệt tình trong cái hồ sơ của mình. Về bản chất thì mình rất là rụt rè và mình ngại nói lớn, thì chị Anh đã chỉ ra những cái điểm yếu về mình hay là về những hồ sơ mà để mình cho mình những kinh nghiệm để mình phỏng vấn với đại sứ quán Mỹ. Thì tiếp xúc với chị có một tháng thôi mà mình thấy mình tự tin hơn rất là nhiều. Cảm ơn chị Anh. Trong quá trình học phỏng vấn thì mình học với anh Khôi. Thì anh Khôi đã giải đáp những thắc mắc của mình trong hồ sơ và về bên Mỹ. Thì có nhiều như là về trường học hay là về môi trường, về bên đó như thế nào thì có nhiều cái mình không nắm rõ được và mình không tìm hiểu được hết thông tin trên mạng, thì anh Khôi chỉ hết cho mình luôn. Vào những ngày cuối trước khi đi phỏng vấn thì mình được học một buổi với lại anh Bảo Anh. Thì tâm lý của chung của tất cả các bạn thì trước khi đi phỏng vấn sẽ lo sợ giống như mình vậy nè. Thì anh đã cho mình những lời khuyên, những kinh nghiệm mà anh đã có được thì giúp mình tự tin hơn. Thời gian mà xét visa của bạn có kéo dài lâu lắm không? Theo mình nghĩ thì nếu mà tự làm chắc là lâu lắm. Nhưng mà hồ sơ của mình thì rất là nhanh. Một tháng, gần 2 tháng, một tháng chính xác là một tháng 2 tuần thì hồ sơ của mình đã xong và mình đi phỏng vấn luôn.
Vâng, thì xin cảm ơn những chia sẻ của bạn Long Thương vừa rồi và hy vọng rằng những chia sẻ của bạn cũng là hành trang cho những bạn sắp sửa chuẩn bị đi xin visa du học Mỹ của mình. Và thay mặt cho Tân Đại Dương thì chúc bạn sang Mỹ du học thành công và sớm hoàn thành ước mơ du học của mình bạn nhé. Cảm ơn.